Tâm Liêm xin chào cô chú anh chị nghe. Nãy giờ thì mới vô nhà thăm bác Tư với con nhóc. Nhóc chào cô chú anh chị nghe nhóc. Chào cô chú anh chị danh Mạnh Thường Quân. Không dài sao rồi? Khỏe không? Khỏe. Chú quá trời chú chứ chị này. Thường thường thấy anh Hoàng mày quay clip với mấy kia là ở đâu? Nhà bác hai Một phút trống ha. Còn nhiêu nè? Đây mua bánh đi. Xôi rồi, bữa nay tao đi xuống tao ghé cái cây ngoài rồi nó báo hư lỗi rồi. Rồi ông gài có về xin lỗi cô ba chưa? Chưa, cô ba phải dặn nè, Dạ. không cho quà. Dạ, bấm cho quà luôn. Tư ông gài khỏe quá Tư. Khỏe con. Dạ. Nồi Vậy hả bác Tư? gần 2 tháng rồi. Quá tốt. Người nhóc mà có nhậu không? Không có làm gì chứ không biết. Trời ơi. Em hết bệnh mấy ngày em cũng uống con vài cốc lại em ăn cơm à. Vậy hả? Chứ em đâu dám nhậu nhiều. Rồi sao tự nhiên đang đi làm ngoài vợ chứng nghỉ à? Làm ở đâu? Gạo với dì ba đó. Có bữa đó về mấy anh em ngủ nhậu em nhậu cũng tới cục cứt em luôn Gì ghê vậy? rồi em ngủ anh gãy vô chổng nhậu là bệnh ấy làm em luôn bên chị hai hức Làm cái vụ gì? nó một hai em ngủ anh gãy vô chung bà đá bà người nhậu mà em không có rủ anh gậy thiệt Bà đá là ở đâu? chung sao mà chung chích cờ đỏ nè Gì hả? Nhà ai chồng? nhà của anh gậy Vậy hả? Quá trời. Vậy là có vậy thôi rồi sao sụm chơi rồi bỏ đi về em đây luôn à? Qua đây rồi. á mà quốc tỏi là để tỏi rồi quốc tỏi nó gì đó xuống công an nó trịnh dữ nó đi luôn là đi tới nay luôn hả bác Tư? vậy đó nay luôn bác phá điện bả hôm qua rồi bả rồi không có cho nó về à Dạ. ở đâu nó ở đi Dạ. dù bả không cho em cũng không cần Chờ, trời nói gì chưa được đi ra ngoài làm chứ ở trong đây làm gì giờ chẳng lẽ mày đi mồ côi bắt ốc lên rồi nổi cái không đợt vậy thì sao bắt nó đi đó dạ rồi sao rồi nghe nói rồi có đi không đi đâu đi ra Long An làm Long Giang ở đi hơn đang đi đi phải không đúng rồi rồi chừng nào đi anh đang vô nước giọt á nước là giọt đúng không đi ngoài đâu biết đường về luôn không biết gì cả đấy số mà luôn nên anh đang nói với Tiền Giang nhưng mà biết đường về không thì không biết đường về thì không muốn về nhà là không biết đường về ừ nữa đó nhưng mà cũng phải lên đi làm đi nên suy nghĩ kỹ nghe chạy 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 ăn cái nhà ở không ăn nhậu hoài cũng vậy rồi anh Giang hứa chừng nào vô gứ trời nó nói vậy chơi chắc thì nó kêu con ô biết này không bỏ ngủ được mà. Nhóc không bỏ ngủ được luôn rồi. Thua rồi. Giờ ông gãy dưới đây làm gì sống? Đi bắt cua bán ha. Chưa có cua mà Ủa sao ngộ vậy ta? Cái này dưới đây không có cua ở nước mênh mông mà nhóc. bán ở đồng này không có đâu con ơi Dạ. giờ cua theo ba có vô uống xe ao xe ăn cá Dạ. tại là nó không có nó đâu có xịt thuốc này kia mới Dạ. cần cua còn giờ ở đây xịt thuốc chết trơn coi Dạ. Xịt thuốc chết trơn các bác ừ ơi. Diệt ốc rồi diệt luôn cua cá trơn. tiêu tan hết trơn xịt thuốc ốc lửa có trơn lớp nó sạch thuốc từ lớp nó đổ nhớt thêm cái nữa rồi con nào sống rồi bây giờ cái đó mà mình có bắt thuốc không cho nó bác Tư bỏ 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 rượu rồi con thấy cái này bác Tư có da có thịt lên nè quá cái cũng đỡ đỡ rồi con ơi tinh thần cái này có lên nè
phong độ lại liền ha. Bỏ cắt đi trời. Sáng vô thử gió 7 giờ. Dạ. Để mà bác sáng vô đó là chết thiệt con ơi. Giật bác có ổn hay nấu đi không à? Dạ. Bỏ đường bỏ luôn thì bác tôi rồi để thôi là. Đó nào có đám tiệc rồi bác bà uống bạn lon hai lon bia rồi nghỉ nha. Dạ. Rượu trắng không nhớ nè. Dạ. Dưới này mát quá ta, lộ ngoài thấy nóng mà giờ vô đây ngộ hồ mắc rượu rồi. Ủa anh đậu xe đâu à? Một túi ngoài kìa. Chứ mày nói xe đậu đâu vậy? Nhà ông mượn hả? Ừ. Đậu ngay đó đó, được không? Được. Ừ. Gãy ổng không có nhà đâu mất không? Gì? Chuyện gãy ổng, ổng có trên nhà dễ gì mất. Dạ. Hóa cổ là rồi. Rồi dưới đây bọn ác lắm mà. Lại khép cửa gào là rồi. Dạ. Yeah. Không có đậu bên đây luôn. Đậu chạy con qua cầu ha. Qua cầu luôn con đậu. Qua cầu con đậu tới sáng chưa mắt. Dạ yeah, con đậu qua cầu cũng phá cổ là luôn rồi chân chở tại thấy có mấy ông trầm thuốc nam ngoài đó. Ừ. Sẵn gỡ ngoài luôn. Con lùng quá, nó đậu con đó nó đậu nó về này nó nhào xỉn rồi nó lên thể nó không được, nó đậu tới cái dáng luôn. Lùng bữa nay đi làm không bác ơi. Trời ơi nó trong nhà vũ kìa. Ở đây đi vô nữa. Ừ, đây vô tới cầu đúc rồi tới tới bên nè. Đi ra ngược lại hả? Không có vô đây nè. Vô. Dạ. Ừ. Thấy thấy nhà trắng trắng không? Ừ. Đây con đây vô đó con chừng 50 thước cái gì. Giờ này cũng gần tới giờ anh em ra đồng ruộng đi bắt cá rồi. Không có đâu, cái này không đi rồi. Mấy giờ mới đi bác ơi? Nó không có đi luôn nữa. Thì sao con thấy làm clip hoài mà cá mắm đâu có hoài đâu. Bữa nay Khánh nó đâu có vô đâu, bữa nay Khánh nó đi công chuyện rồi nè. Dạ. Thứ mấy ngày nó đâu có đi đi đâu. Dạ. Khánh bữa nay vợ chồng đi công chuyện gì đó không biết. Mấy bữa ở ngoài nhìn phong độ quá, về trong đây kìa. Tiêu tài nó chứ. Người nhậu với ai? Bác Tư về bỏ nhậu rồi mà nhậu với ai nhóm? Nhậu mình lên đó. Thánh thần thiên hạ vô địch nè. Bồn quá có người nào đâu chơi. Đi làm thì tao có bạn chơi rồi không chịu đi làm. Cái sọc cá đó dốc đi soi hay gì vậy? À, câu hồi nãy. Dạ. Câu. Cá gì vậy? Cái gô bự luôn nhỏ không dạ. Gô cái chốt câu chiều bắt cháu chiều câu chiều anh bảy đỡ hơn ăn kho đỡ hơn ăn kho quẹt dạ câu ở đây luôn hả bác ừ dạy vô nhà bác hai con giống đó chú dạ. Nhà của chú con đó dạ nhà con cũng vậy cộng thêm câu cái câu bảy cũng có ăn câu mồi gì bác tư dùng coi dạ. Dưới đây là nói chung thì nó tự nhiên đủ thứ hết trơn rồi chỉ cần sống cái bộ lưỡi câu nhiều không nhóc câu nãy giờ nhiều không câu cũng đủ ăn đủ ăn vậy là chiều có mồi phải không thì tối lùng với đây ngủ không 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 ngủ cả dạ ngủ cả nay bắt cháu ngủ này à dạ cái này sướng thiệt ta lý tưởng này về già mà có tiền mua miếng đất kiểu này được lập cái giường ở sạch sẽ hết ha thờ phượng cúng kiến rồi yên tĩnh bên đó ta chồng chắc dư gan quá nó dư gan hoặc dư hấu á dây đó chả mặn khổ bí yeah. Bí ha bí rồi. Ừ. 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 Quá trời ơi nhóc hết trơn rồi giờ mình uống đi qua bên đó mình đi đường nào nhóc lội sông bắt cái cầu khỉ qua cũng được quá trời đủ đúng là đủ giường trái ha mà đi xuống mấy lần không thấy tôi đủ chín ra trời ơi, nó dịch rồi nó xuống nó bẻ hạt trời con thôi chứ không giờ mười chùa giờ mười trở xuống không gặp mọi dịch không xin dạ bác này bác chồng chồng cho có lễ nhiều khi mình muốn nấu canh lâu lâu mình bẻ trái vô mình nấu canh đồ ăn chứ bác ít ăn nó lắm dạ
nhiều quá ấy, khó có bắt đầu con ăn nó hơi ngán coi. Dạ mình ở quê mình thấy giờ cái gì nó cũng quen mắt, cái người ở chợ đồ nó xuống là ham. Ừ. Nhìn thấy ham thì đang đi quay lòng vòng đây nè. Quá trời đủ sai trái luôn. Đậu trái dữ lắm luôn. Một cây cũng mười mấy hai chục trái chứ vẫn đâu. Trên à? Trên. Trên. Trên 20. Đừng có tính trái nhỏ là trên luôn. Ừ, trên 20 trái. Bác trồng cái gì cũng vậy, bác trồng là trái vui lắm. Dạ. Mà đưa cho mấy thằng kia trồng có mà không có trái. Vậy là bác Tư mát tay. Mấy đủ là bác trồng không chứ. Dạ. Lụng mấy thằng là ngày này kia đâu có trồng đâu. Dạ, vậy là bác Tư quá mát tay, trồng cây ăn trái. Ở dưới đây mà thả mới dịch đồ nuôi cũng mềm lắm rồi bác Tư. Ừ, thôi dạ. Mình thả lại nó luôn. Lại nó đi con mắt. Đi mắt ha. Chị không biết thằng kém luôn. Bác Tư gì là cũng có nuôi rồi. Bác Tư ấy bác ham xuồng điện lưới. Dạ. Bây giờ có ta lư dễ sống. Có mùi nước dăng một cái biết nhiều cá ăn. Mùa nước mà dân biết nhiều cá ăn luôn ha. Con coi cái chỗ nào coi có cái gì đó con coi con mướn mà bác với thằng nhóc đi đi hai giờ bác cáo đi mặn chỗ chỉ cho bác đi với cái thiệt lên liền hào cá vuông cá vuông tôm cũng chơi vậy á. Dạ mấy là bên đó là con lĩnh vực đó là con không có biết nhiều. Ở cái nhà cũ xưa thì có mà ông đó là hồi đó con hỏi ông hết lần ông cũng không có nhận con nữa. Lúc thất nghiệp á. Tại vì ông có đủ lính nó chơi thì bây giờ mình vô cái ông phải đào tạo lại từ đầu. Hồi ông nuôi cá đấy ham lắm. Ông đại gia ở trên chợ vậy luôn ở Long Xuyên á. Được. À cá gì anh Lực? Cá ba sa nè. Ừ. Ờ không có nhà máy luôn, không có nhà máy đông lạnh luôn nữa mà. Con trai em không mình lên nó chạy không cỡ ba chuyến du lịch gì đó. Cỡ tuổi à. Nhóc gì nè. Ham ha. Dạ, giàu lắm. Nhỏ gái thì đi du học bên Canada. Đúng. Hay, tài đó hay. Rất là lực đạt luôn. Để có tiền con. Còn mình mượn sống còn để là gì? Nè nhà mà muốn làm gì dốc này biết nói chuyện nha. Mẹ chú mới ham á nhóc rồi ông gầy có đi vô chổng chơi với mấy anh không? Ai vô nhà bác hai á? Không mà anh Khánh quay không đi vô sao vậy? Ai quay em cũng lên kênh cho anh, có mình anh Khánh quay là em không lên kênh. Vụ gì không chịu lên. Chổng quay anh em đồ đi bắt cua bắt ốc rồi chơi vậy chứ hôm nay thằng gì là vô là về đây là không có vô chổng luôn. Dạ, vậy mà con tưởng nó đi theo vô chổng nó thấy chổng vui rồi nó đi theo chứ. Vì là thấy bác Tư dưới đây mình anh buồn dưới đây đúng không? Lụng cái phải nó lụng không phải bỏ rượu rồi anh em đi theo rồi vui bắt cá bắt cua đồ này kia cũng được. Dạ. Nó bỏ rượu đi đi theo mấy anh em quay đồ cho nó vui. Bữa hổm hứa cho sơ mà cuối cùng không chịu bỏ luôn. Chào lắm. Nó gần vô đường cùng rồi. Là sao? Không tránh khỏi. Chuyện gì? Chuyện gì nó đến cho nó đến luôn. Giống nói chuyện ghê không? Chuyện cơ không? Chuyện gì ông thầy? Trời hôm qua hôm kia gì nghe nó bệnh hoạn gì là bệnh gì nữa rồi? Sốt nóng gì? Nhậu quá trời nhậu. Trời, nhậu quá biếu rồi mà chịu trời cũng nổi mà. Mà thấy không bây giờ mà bác Tư còn bỏ rượu nữa mà em không bỏ thua. Bởi vì giờ quay em như vậy thôi chứ giờ không dám khuyên em nữa rồi.
phải giờ, mà quyết tâm như bác Tư như vậy đó thì mới tin được chứ giờ bây giờ ai làm gì làm dễ lắm rồi liêm ơi. Dạ bác ơi, tỷ chị buồn đó không? Dạ bắt đầu bác lội chạy nó uống ly cà phê coi quýnh bài coi quýnh bài da ngồi bác lội gì à? Dạ cái chiều buồn buồn cái lội chả anh chơi họ cái coi sập sập cái bác lội gì ngủ sống đó như bác Tư gì cũng được như trời mà không làm theo bác Tư nhóc hai bác cháu ngủ cái nhau nó đi nó không chịu đi bác tính là chủ nó đi đặng quên cái vụ rượu á liêm. Dạ mà nó không chịu đi thì nó cũng ở đây bắt đi lên ở đây mà anh nó không ở mình ở nhà vậy đó chứ không chịu đi là trời chết rồi nhóc ơi con đi lại đám đông chẳng hạn đông đông này kia cũng có quên được cái rượu đó còn ở nhà con buồn buồn là con nhớ hoài bắt buộc con phải uống rồi. Dạ ở nhà mình nên là phải lôi ra uống rồi phải lôi uống rồi không đường nào con sánh khỏi được lần mua 10 lít không nhóc à. Tại với tiền đâu mua mua để sẵn đó gì đó cái trái này nó ăn được không bác Tư được con chứ bằng được chấm muối hả ừ chua lắm mà chua à rồi chứ bằng nấu canh chua ừ chứ bằng mới biết mà bằng tính nha bằng này còn sống ha ăn cái chắc ngầm luôn chắc ngầm à ăn chắc ngầm vừa chát vừa chua luôn chát gì chua luôn hả đón đón ghe bắt con quẹn chục cây đừng chặn ra con nhé đừng cho nó lỡ nè trồng gì bác Tư bằng đó con dạ bằng trồng với chính thẳng nó lỡ cái gốc nó ăn vô trong quá ha ừ, bắt nó bám nó đâm cặp bằng lên đó con dạ cặp bằng con đó dạ đâm lên nó giữ cái đất vô đó dạ đón hoài đón không gặp bác Tư làm luôn ừ. Sao bắt nhóc lên làm bác Tư lên chỗ đó nó buồn tài xuống à trời ơi trời gì sao mà làm gì nhóc leo cây leo không được anh leo được đó đã có cái thang gì mà leo không được em đến tới giờ em bằng hồ cũng vậy mà ai kêu em lên cây cao em cũng lên mà em dòm xuống đất rồi em tụt xuống á đừng có dòm mà dòm cấm đầu luôn á tại em không quen rồi em cứ dòm xuống cái đã quen mòng mòng là đi theo luôn á dạ lên cao sợ cái là cậu mà cái ông chạnh mự thằng gì đâu gì sao đòi đi quê ma với tôi trời cái ông chạnh gì mà nó cao muốn gần nửa lần trời vậy dữ à ở đâu trên phố thành đi phố làm á ha phải ở quê ông làm mấy đầu nhà mấy chục tầng của người ta một lên đó mà không quen lâu cao không có làm mấy công trình đó được mà tới 7-8 giờ tối mới được về dạ nó hù à ở dưới đây cũng không thấy cây cà na hả bác Tư cà na vô đây vô tổng là khúc phải không dạ nhưng mà của ta giờ bẻ ta chữ chết luôn rồi ừ, hồi xưa nó ngày xưa là không ai đụng tới hết trơn bây giờ quý rồi đó tiền không hồi xưa là nhớ hồi xưa là đi chơi đi đồng đi ruộng gặp bẻ trội lộn nhau không còn bây giờ là tiền cà na là tiền rồi. Tôi không thấy ông Tụng hết trơn mà bác Tư về đây mấy bữa thấy sạch rồi liền dập rồi đóng rồi ông Sụm nó mũi bồng không dạ mời bắt đầu dẹp cái này xong bắt đầu con qua cái cho xuống nào ngon thì trời lại cứ dở dở rồi xấu xấu tiễn bỏ luôn chặt bỏ luôn ha ừ nó mát sống rồi dạ cái gió này kia nó cũng thoáng vô để quá trời bịch mà chặt rồi nó cũng đâm lên nữa rồi nó nhanh nó nhanh nó lẹ lắm con đâm con chặt mà bữa giờ hai bữa là con thấy nó lú lên rồi đầu bác và ổng nó giật té nó đập xuống đá bây giờ nó phù cũng còn sưng nữa hả bây giờ nó còn nó nhức dạ ngủ còn điểm mà đầu nó nhức bây giờ nói gì vậy nhóc hả mày nói gì mày nói nghe coi ái mộ tao hả gì bây giờ không ghê mày hay là mày bóng tay cái thằng nhỏ
Bánh giờ đông chiêu luôn trời. Nói gì nữa nghe coi. Có gì nói không? Không. Nói chung là lâu lâu xuống thăm Bắc Tư với mình chút xíu. Cũng có cô chú anh chị đang muốn xuống gặp mặt Bắc Tư với gặp mặt nhóc. Xuống đây. Cái này anh đi buổi chiều không à, không đi buổi sáng, tại tối về cái làm buổi sáng sắp xếp công việc đâu đó nó ổn, cái đi tới 3-4 giờ cái về là đi tắm rửa là ra đi làm luôn. Đi tập tạ không? Đâu có đi làm tập tạ gì, tạ buổi sáng, đổi lịch rồi. Bữa nào đi xa thì nghỉ một bữa. Bữa mình tập tạ gì mình mất đóng tiền vô không em? Dạ đóng bác Tư, tháng con cũng tập gì là 250 bác Tư. Tháng dạ tướng lùng tập ngon lắm á bác Tư. Tại con lùng nó không đam mê chứ con lùng nó tập thi đấu á, được á. Tướng lùng liền liền do chứ ai đâu như tướng nhóc này liêu hiu tướng lùng tướng lùng tập nó mau lên lắm á, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng bự lắm. Nhóc bây giờ chỉ tập chơi rượu thôi. Thằng nhóc mà tới chừng mà ngồi mà cầm ly rượu muốn ăn với trái bằng đó là rồi rồi đó, thiên hạ vô địch luôn rồi đó, đó. Xong quá nghe nhóc. Cái bác Tư bỏ rượu thì cũng mừng quá hả cô chú anh chị.